Rồi anh đi chợ về, anh đi trước đi. Em đến sau. Lô, chào bạn nha. Đây mình đang ở xóm Bà Nóng, thuộc xã Sơn Lập và tỉnh Cao Bằng. Đến xóm người Tày chơi nha, đến nhà người Tày chơi xem cái gì nha. Trời đang gió. Kia là một số người đang đi chợ về. Mình đang ở một huyện miền núi thuộc tỉnh Cao Bằng. Một khứ mò. Ờ, đi chợ về em. Mua được nhiều thứ không? Không được. Chợ Tết rồi không mua được á? Rồi, cùng mình đi chơi nhà người Tày nhá. Xem nhà bạn có gì nhá. Qua cái điện thoại này mình cầm tay là quay được hay zoom. Bạn cũng cảm nhá. Video thì không chất lượng này. Dẫn chương trình thì cũng không hay chẳng hạn đấy. Lời nói thì mềm núi. Rồi, hoa gì đây nở rồi bạn ơi, bóng mùa xuân đến rồi nhá. Rồi. Mùa xuân đến rồi đó các bạn ơi. Mùa xuân đến bản mông rồi. Mùa xuân đến rồi. Đây rất tiếc không phải là con đào mà nó mất. Tôi vừa đi chợ vùng cao về, vừa đang đi nhà người Tày chơi, nhà bạn người Tày chơi. Ôi, đây là có vườn rau tốt không bạn bạn ơi. Đây là một vườn rau của người Tày miền núi nhá. Bên trên là vườn chuối, nhà cửa. Ra đi chơi tiếp nha. Bản người Tày có gì hay đây? Đi với tôi nào. Sao để nhân bạn thôi rồi. Lúc nữa. Thời điểm này là gần Tết rồi. Tôi vừa đi vừa quay phim, cái điện thoại nó rung đi. Bên dưới là một xóm người Tày đấy các bạn ạ. Người Tày. Mình làm phim thì chưa gọi là professional. Chưa chuyên nghiệp nên các bạn thông cảm nha. Người nghiệp dư nên quay gì thì xem cái đấy nhỉ. Chất lượng hình ảnh video nào thì thưởng thức cái. Nói được cái gì thì nghe cái đấy. Còn cái gì sai hoặc là nhị ý thông cảm nhá. Qua cho người miền núi. Người miền núi chắc chắn đi về sau người miền xuôi ấy. Nên dám khẳng định một điều, nó là hàng 30 năm. Vì sao hàng 30 năm ư? Ở miền xuôi hay những thành phố lớn làm gì có những ngôi nhà như thế này các bạn. Lấy đâu những ngôi nhà này. Mà ở miền núi tôi, nơi tôi đang ở này, đấy là ngôi nhà chính đấy các bạn ạ. Vì thế sẽ có rất nhiều cái tôi sẽ bị đi tụt lùi. Vì khả năng chuyên nghiệp quay phim này, kỹ năng dẫn chương trình này, khả năng nói. Nhưng mà hơn hết là tôi có một cái điều tâm huyết là
đây là kênh của tôi thôi. Đó là chia sẻ những gì tôi có thể chia sẻ, quay những gì tôi có thể quay. Tôi chia sẻ với các bạn về cuộc sống ở miền núi, nơi tôi đang ở và sinh sống. Tôi phải nói với các bạn này, thông cảm cho tôi vì sao? Bởi vì tôi không chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong nhiều cái. Quay phim, lời dẫn à, và cái điện thoại rung á. Muốn chia sẻ được nhiều tốt hơn, nhưng mà cái khả năng của tôi đang ở cái ngưỡng thế. Các bạn thấy không? Đi chơi nhà bạn có như thế này, bạn cảm thấy như thế nào? Đây là nhà bên cạnh. Tuy nhiên nhà bạn của mình bên đấy. Mình sang nhà bạn nhá. Nhà bạn của tôi bên này. Cúc 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 cúc. Sang nhà bạn mình chơi nhá. À, này hình như chơi này nhá. Hoa ư. Bán ư. Xe máy của bạn, để nước của bạn, lưới của bạn, lấy răng cá ấy, lấy đựng nước này, tắm rửa giặt rũ, xe máy. Thưa ơi, nhà không ơi? Đây là nhà bạn Đức, đây là nhà của bạn của tôi. Tôi là người thầy và bạn tôi cũng là người thầy. Các bạn nghĩ sao về nhà nhà của bạn mình? Phê đó. Để chơi nhá. Thôi không quay nữa. Lại quay bạn tiếp, và nhà bạn chơi quay phim bạn tiếp nha. Quay thoải mái đi. Vừa đi vừa này. Sợ kiến chết vẫn người. Nhà bạn nghe tay của tôi này. Nhóm là con kiến nào thì. Từ nhá, đợi tí nhá. Biệt đây, đợi tí. Có rượu chưa? Có rồi. Đấy, các bạn thấy đấy. Ngôi nhà của người dân tộc Tày miền núi với tôi đây. Theo các bạn đấy là nhà nghèo không? Hoàn toàn nghèo luôn. Tài sản có giá trị nhất của người ta là cái xe máy này. Xe máy này. Xứng cấp hết rồi. Máy cưa. Và nhà đấy có gì không nhá? Nhà bạn mình nhá. Đấy. Đây. Không có ngồi dưới này. À, mình đi. Bạn ơi, sai rồi. Sai rồi. Sai thì sửa. Cái gì đâu. Sai rồi. Anh ngọc nó sai thì sửa. Đây là nhà bạn mình này, nhà bạn Đức kìa. Buồn. Đây là anh hàng xóm thì cũng hình như là sắp sai rồi hay sao ấy. Không sai. Sai. Sai thì sửa thôi mà. Dạ. Buồn. Sai là sửa được, sai thì nghỉ, sai là sửa. Đến trưa mà đến đây lại phiền bạn rồi. Hôm nay anh mà cũng gọi vật một tí, anh cũng đi chợ thì vật. Mình mà hôm nay mọi người đều về hết rồi. Vừa đừng đi đừng về, lúc nãy gọi nhiều kia là cũng đang về rồi nhỏ. Gọi nhiều em đang làm thức ăn. Lúc ấy đang chuẩn bị về rồi nên Ngọc lại vào lại mời rượu. Sáng bếp chặn bát, chặn bát. Chậu đựng nước, sổ nước. Nhanh chạy, nhưng mà chạy được. Nếu mà nghe phải chạy được. Làm việc từ từ đi rồi chạy đâu. Nào các bạn nhé, giờ làm cơ đây, chén rượu. Hôm nay đi chợ chơi mà chỉ đi chơi thôi gì đó. Đấy.
Đến nhà bạn chơi lại có chú đào thế. Thịt này, rượu này. Gần Tết à? Từ từ là về Tết đấy. Từ từ à? Thứ ba tổng kết à? Thứ ba đi được rồi. Mai tổng kết à? Mai. Mai à? Thứ ba tan học xong đi được rồi. Thứ mai tổng kết rồi. Mai. Mình không bận trẻ đi xuống chơi. Đây nhà nhà bạn mình nhà người Tây nhá. Bye bye, hẹn gặp lại nhá. Cần tay em à? Cái gì không? Mình chỉ cần tay về. Nó cẳng tay em rư nếm. Cần này ao tức phơi tay đó. Cần này phơi kéo là. À nè nó cẳng tay nữa nè. Cần này phơi phơi kéo là ao tức phơi tay. Ngã... tay lùm lẻo lên nhá. Nó ngáo vừa phơi xong rồi. Cầm tay nhá, có tin nhanh chắc chịu tay cái. Cái này phơi kéo thằng đá gì. Nọng cần tay. Cái kia nói tiếng Tây như nào nhỉ? Phủi tay. Phủi tay. Phủi tay. Phủi tay. Phủi tay. Hòa án là... Ôi, anh hãy đăng ký và ủng hộ mình nhá. Đấy, anh này nó say rồi, nói linh tinh. Không phải say mà không phải sai mà. Phủi tay là phủi tay. Phủi tay là phủi tay. Không, nhà người Tây chơi. Hãy đăng ký và ủng hộ mình, cho mình một like, một sub. Để động lực thôi. À, anh say này lưng tung. Nhưng mà một like một sub nói tiếng Kinh như nào anh? Hả? Ủng hộ phối tiếng Kinh một đứa. Ủng hộ phối tiếng Kinh này. Sau sau bị nặng. Ra nè. Ra. Ra phải không? Ra dư nữa. Ra. Sau bị nặng ra. Mình chứ... sau bị nặng hết. Ui. Sau bị nặng hết thì hòa an. Hòa an thì hết là. Sai rồi đấy. Đấy anh... lùm lẻo hết. Anh sai rồi. Mì nằm gì sai đâu. À say. Thôi nào, sai rồi, sai rồi. Thôi xin lỗi anh Biển nha. Kèm gió anh tí. Sai rồi, anh sai rồi. Lầu say tảng lầu mì, tảng lầu mô, tảng tảng. Với chủ nhà chứng kiến cái. Chủ nhà. Thế nha. Đúng nha. Vâng, vâng, hẹn gặp lại nha. Vâng, lấy con mình tay phi mới kéo ở lùm kéo hay con mình kéo sắp vào ủng hộ mình nha.